Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2022. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại bản làng nơi sinh sống của gia đình em Dê và em Tông. Ngày hôm nay thì không khí lạnh tràn về rất là lạnh các bạn ạ. Và công trình của chúng ta bắt đầu triển khai. Hôm nay thì sẽ bắt đầu là động thổ. Đó. Vật liệu thì ngày hôm qua đã tập kết đầy đủ rồi. Đây, gạch không nung này, đá 1-2 để đổ dầm, cát xây, xi măng ở giữa này, đậy điểm cẩn thận vào, đậy hết vào. Đó, chỗ này khá là dốc nên là vật liệu tập kết ở đây thì sẽ đẩy xe rùa lên trên kia. Bên trên kia thì các cô chú anh chị đang triển khai là đặt móng và đau móng. Ây giời, đấy thì không đẹp, đẹp cái này lung linh. Đừng có quay không đẹp đâu. Hôm trước thì em Dê đã dọn được góc kia sạch sẽ rồi. Này các chị dãy thêm chỗ này để tập kết cát lên này, trên khu vực bên trên này. Chỗ này nhiều bom mìn lắm ấy các anh chị ạ. Đây. Tưởng để em cởi quần áo. Tưởng để anh Thắng tưởng bảo lại để em cởi quần áo đã. Không. Các chị em không làm được thì khổ lắm. Anh ở đây thì anh phải cẩn thận đấy, toàn những chị em là đang thiếu thốn đấy. Đang thiếu thốn đấy. Đấy, bên kia nhà xây 3 tầng kia cũng đang thợ sau khi nghỉ Tết, cũng đang bắt đầu triển khai rồi. Hôm nay hình như ngày đẹp hay sao cũng nhỉ? Thấy nhà nào cũng tiến hành. Dê nó muốn chọn ngày hôm nay bởi vì hôm qua nó phải đi cấy. Đó. Hôm qua phải cấy cho bên đằng ngoại. Đất này cũng được của nó đấy các anh kìa. Dính đá đấy kìa. Đấy, mới đào xuống mà đã thấy mấy viên đá lởm chởm đây rồi. À, Dê dọn cũng nhanh đấy nhỉ. Một mình khác công tác thôi. Vợ bận con rồi. Đấy, đây thì ông nội em Dê chứ kỷ niệm cho một cái mảnh đất vô cùng đẹp luôn, rộng rãi, bằng phẳng. Thế này cao hơn mặt đường một chút nữa, quá đẹp luôn, rộng rãi. Xây nhà sẽ xây sát vào trong gần tà ly, cách tà ly khoảng 1,5 m. Còn chừa ra chỗ này sân xuyên thoải mái luôn. Đường ở đây thì nó cấu tạo là gần như kiểu căn nhà gần như hai mặt đường á. Thì ở đây chỗ ngã ba này, ngã ba rẽ lên đây là cái đường người ta lên đường lên đồi á. Thì bình thường là nhà bà này với cả nhà hai vợ chồng trên kia là đi đường này, xong rẽ lên chỗ sau trường gà này. Còn đường đi sâu vào bản làng là đường chính đây. Đó. Đường chính chỗ này thì hơi dốc này, sau này mà em Dê có muốn mở đường đi đường này cũng được. Đi đường này vào cho nó gần hơn. Hoặc đi đường kia cũng được, sân để theo hướng nhà quay mặt này thì đi hướng nào cũng được. Vẫn như thiết kế ban đầu thôi. Căn nhà thì Long sẽ xây chiều rộng là 4,5 m, chiều dài này là 8 m. Tổng căn nhà là 36 m². Đó. Dự trù kinh phí là sẽ xây như vậy. Vật liệu trên này thì tương đối là đắt, cũng như là cước phí vận chuyển khá là cao. Đó. Nên là cứ xây đến đâu thì sẽ xây đến đấy. Sau này còn thừa kinh phí bao nhiêu thì sẽ đẩy ra công trình phụ. Cái này thì không xây phòng đâu em ạ. Mình sẽ xây tuột đây là nguyên một cái nhà không cho em rộng 36 m² luôn. Đó, sau này anh xây xong anh sẽ để cái cửa lách chỗ cái anh áo tím kia. Một cái cửa lách xuống đến vị trí bếp. Sau này mà ví dụ như mình xây xong mà thừa kinh phí thì anh sẽ xây bếp luôn. Còn nếu mà không thủ kinh phí thì anh sẽ để cửa chờ đó để sau này vợ chồng em phát triển kinh tế xây ké thêm, hiểu chưa? Còn còn ví dụ vật liệu còn thừa thì cố gắng xây một cái phòng tắm với một cái phòng vệ sinh vào để tách ra khỏi nhà để bà bên dưới này bà cũng đi vệ sinh được này, cũng tắm rửa được, nhà vợ chồng em cũng tắm rửa được, tách ra khỏi nhà đi cho nó thoải mái để hai nhà cùng đi chung ấy. Chứ xây vào bên trong nhà khép kín thì diện tích nó giảm xuống mà bà cụ đi cũng rất là khó, đúng không? Ví dụ vợ chồng mình đi vắng cái thì bà lại không biết vệ sinh ở đâu cả. Đó. Khóa cửa vào thì lại không đi được. Sẽ xây ra ngoài.
đấy là dự kiến như thế, thì còn xem tình hình là vật liệu kinh phí nó đến đâu. Dự kiến móng sẽ xây giật làm hai cấp. Đó, sau đó là sẽ đan răng và đổ dầm. Xây lên 2 mét thì sẽ răng tường. Và ở cửa cũng sẽ để tầm đó. Xây lên được 3 mét thì sẽ thu hồi. Đó, bởi vì là cái vị trí đất này cao hơn mặt đường hơn 1 mét cơ. Nó rất là cao này. Các bạn nhìn thấy không? Những ngôi nhà thấp ở bên dưới còn nhìn ra này được không? Đó, nên là mình cũng xây tường nó vừa phải thôi. Căn nhà cũng nhỏ nhỏ mà. Này mấy lỡ xây anh Thắng có trực tiếp xây không hay là à. Ôi không xây điền thủ gì. Ừ, mình tưởng là mình có 10 ngón này mình cứ phi phi thôi. À, chỉ tay chặt ngay nhỉ. Anh em ở đây có gần nhà ở đây không các anh? À, đây là người kinh quá. Ừ. À. Đa sắc màu đúng không? Không phân biệt. À. Đi học chính trị người ta không gọi là dân tộc đâu đấy. Học chính trị người ta gọi là tộc người thôi, không gọi là dân tộc đâu. Tộc người à? Anh không xem ở Trung Quốc hay có một tộc người cùng người Việt Nam mình hay đấy là năm trăm năm hay giàu nhất ở cái khu gì chẳng đây là dân tộc Kinh ở đấy. Ở cái đảo gì đấy quá? Không, nó ở cái huyện gì của Trung Quốc ấy. À, giàu lắm. Nó nói đến cái đảo gì ở đâu nhỉ? Khu đảo gì mà người giàu nhất là người gốc Việt Nam rồi. Dân tộc Kinh ở đây. Dân tộc Kinh ở Trung Quốc, ở giữa làng Trung Quốc ấy. Có một dân tộc Việt Nam ở đấy. Bọn nó đi ô tô nhưng mà Việt Nam mình không mua máy bay riêng. Thôi cho vào trong đi Linh. Ở bên Trung Quốc ô tô không đánh thuế cao như Việt Nam. Rẻ hơn nhiều ý nhỉ. Mình thì đi bộ thôi, an toàn nhất. Đấy lúc đổ răng mới bằng cái mặt đất. Không, chỉ cần nó mất tài. Răng là bằng mặt đất à? Ừ, răng đúng là đất luôn. Ôi, hôm qua rồi khuyên có em chứ. Ôi, anh thấy chú bảo làm đất không bằng à? Vẫn hết anh có thuê bộ chiếc trên chỗ chú. Mình tỏ khu vực này gần suối Giàng này rất là nhiều đá này. Đào vớ vẩn tí này thấy cục gì vàng chóe ung ánh nhỉ. Thôi nghỉ xây đi về luôn đấy. Này, viên đá khủng luôn. Hey Dê hay đi cắt đá tạc tượng xem viên này có làm được không? Đây đá thối rồi. Đá vẫn theo kế hoạch ban đầu thôi thì em Dê cứ rảnh hôm nào thì sẽ đỡ anh em xây hôm đó thì các anh em đỡ được cho phần nào hay phần đấy. Đấy lấy ra ngoài ấy, ra ngoài ấy, ra ngoài ấy nhỉ. Thằng bé cũng rất là mệt rồi, mấy hôm nay là dọn dẹp này xong là đón vật liệu, đậy điệm các thứ. Ngay giờ viên đá này hoành tráng ấy. Để gọn ra góc nào quá. Lăn vừa vừa thôi không sợ bà ấy, lụi cụi chăm gà này. Để đấy thôi, mấy nó rửa đi làm phong thủy. Dê, nó chở sắt
vật liệu đủ hết rồi, sắt thép, đá, cát, xi, gạch. Mấy đứa xây xong được bao thì Long sẽ đi đặt xà cồ sắt và chở tôn luôn. Đó. Nhà thì không có gỗ, mà mua gỗ thì rất là đắt các bạn ạ. Xung quanh đây thì cũng không phải là rừng sâu nên là ít nhà có gỗ lắm. Mình sẽ sử dụng xà cồ bằng sắt, hộp sắt 5x5 đó. Hoặc là 4x4 cũng được, bởi vì là nhà này cái trọng lượng nó không nhiều. Lúc nào đào móng xong thì nhìn rất là nhỏ các bạn ạ. Đó, khi mà xây lên cơ thì nhìn nó mới rộng rãi được. Nhà này thì rộng hơn nhà em Hải Lăng ở trên Simacai, Lào Cai. Ngày trước Long đã thực hiện. Nhưng mà xây xong thì sẽ lớn hơn nhà bà cụ này. Đó, rộng hơn nhà bà cụ dưới này nhiều đấy. Khỏi dùng nữa. À, bên kia các chị thì cũng đang vận chuyển dần vật liệu lên rồi, tập kết trên này. Em dì khá là nhanh nhẹn, chạy đi chạy lại. Nhìn trên này thì các bạn thấy đất rất là vuông, rất là đẹp. Đó. Sân vuông vắn, còn sau này thì có thể làm những công trình phụ hoặc vườn tiệc chăn nuôi ở góc bên ngoài này, quá rộng luôn. Bây giờ Cường cho đi săn, nó chọn nó kia thì cứ mua cái đấy về mang. Cho nó chừa. Cho chừa đi, thích đẹp mà. Gà quế này nọ có rồi. Tao bảo nếu mấy là... lần đâu đấy mà. Nó vẫn nào đi xong ấy, nếu mà về bảo kiêng thì kiêng càng kiêng nhiều càng tốt đấy. Nhưng bảo chủ quán trước đi. Đấy là đơn tốn kém được mấy ngày. Ăn cháo. Ở đây thì giáp danh về đất suối Giàng nên là rất là nhiều đá. Ở dưới bên sâu này. Đất ở đây thì tuyệt vời rồi. Củ của củ luôn. Không có hề một tí đất mượn nào. Được cái mình xây dựng những công trình trên vùng cao này rất là may mắn, gặp toàn những đất củ thôi. Đẹp. Đàn ông con trai mình thì không có cái gì dùng đấy nhỉ? Có đấy. Kế hoạch từ buổi sáng ngày hôm nay thì anh em sẽ đào xong phần móng này, buổi chiều thì sẽ bắt đầu xây luôn. Đó. Xây móng và một bộ phận nữa thì sẽ đan giằng sắt. Sáng ngày mai là có xe đổ được rồi. Linh này tìm hiểu rồi. Mình nhà đâu thì đi động bi. Thank you.
mình đây đi đi làm tóc hết coi cả 200.000 cũng kêu đắt. Mà các bà ấy làm tóc một tí thôi, một năm làm lần làm các hơn triệu. Một năm làm hai lần đấy. Tóc người ta dài hơn nên là phải thế là phải. Tóc dài hơn thì phải đắt hơn. Như mình không nhuộm không chứ gì thì cắt 15 hết có thế nào. 10 lần. 80. 10 lần. Thì áo cắt được 10 lần. Anh đây 2 tháng cắt lần. 2 tháng cắt lần. 1 lần đâu mà 2 tháng lên dài lắm. Tính mình tính khoảng 5 đi, 5 lần đi tính được 100 đi. Các chị em đi làm mỗi lần mất triệu ạ. Cái tháng 1 lần nó là cũng có 6 lít rồi nhỉ. Chú cắt một tháng một lần rồi chứ. Anh 3 tháng một lần. Có lúc không so, không so được với các chị em đâu. Tóc chị em người ta dài gấp bao nhiêu lần mình cơ mà. Không nhưng mà vẫn cắt chê đắt anh. Để mày dài không cho đẹp. Quán nào 30.000 mà sao cắt quán nào mà đắt thế. Đấy là nhỡ thôi anh hả. Quán 20.000 nó không nghỉ. Đâu là riêng như anh Thắng thì có cái kiểu là có cái chuyên gia stylist là đéo đâu ấy, cắt lần nào về. Đây thì thuộc đất thị trấn rồi. Không có lần nào. Mọi người nhé, cái khu vực các tòa nhà xây ở bên ngoài bên tròn này là trung tâm thị trấn Xuân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thì cái đất này thì ngày trước nó là thuộc xã Xuân Thịnh. Đấy. Xã nhưng mà đến năm 2020, cuối năm 2020 là đầu năm 2021 là đã sang nhập lần lên thị trấn, nên là cái đất thị trấn này nó rất là rộng, nên là bao quanh khu vực cách thị trấn thì vẫn còn những gia đình rất là khó khăn. Đấy. Như ví dụ bản làng này chẳng hạn, cách trung tâm thị trấn chừng độ khoảng 2,5 km này. Như làm là hải hồ đấy. Lý do mà hôm nay thì tất cả là anh em đội kỹ thuật xây dựng là sẽ tập trung vào đào móng, như các công trình ở trên vùng cao khác thì là gia đình và anh em bạn bè họ hàng với cả làng xóm sẽ giúp đỡ gia đình, xong là mình tổ chức là nấu cơm. Nhưng mà vì có biết đấy, cuộc sống của hai vợ chồng thì cả hai bên thì người thân không có, có nhưng mà kiểu như là xa, ở xa, xong là cũng ít lắm, người thân thiết ít lắm. Nên là cũng không nhờ, mình cũng không muốn bảo em do em dê nhờ anh em làng xóm này làm gì cả. Xong nấu nướng nó cũng phức tạp. Đấy, ví dụ gia đình nào mà đông, lực lượng đông thì nhờ. Hôm nào mà hoàn thành nhà một cái phần lợp mái thì sẽ nhờ anh em làng xóm một buổi, sẽ tổng kết luôn. Đang đun ra vừa em dặn rồi. Tem mỗi chị này đào khỏe ghê nhỉ? Đấy, xúc ác phết đây. Tối này, không chuyên nghiệp lại. Ừ. Không thể đùa. Chuyên gia đào mỏ luôn. Này, trồng được nhờ lắm nhỉ? Linh đào mỏ kinh rồi. Bây giờ qua khăn vẫn phải quàm cỏ nghe để tránh mẹ rồi mất cỏ. Đào ngày còn đào cả đêm thế, sống làm sao vậy? Không lớn rồi đấy. Bố sớm đi quần. Nói xấu hổ thế. Hôm lên nhà, hôm lên nhà lũ ấy. Thằng bé này thằng ở đâu ấy? Đội này xây mà thời tiết mà nắng ráo mà thuận lợi thì chỉ khoảng tuần là xong rồi. Tuần là lợp mái tốt rồi. Thêm xem dự báo thời tiết thì tuần này thì mưa bão, không khí lạnh tràn về thì có lẽ là sẽ có hôm tạnh hôm mưa. Ừ. Thời tiết trên này đun từ hôm qua nó đóng băng ngay. Thời tiết lạnh này đun từ hôm qua nó đông ngay, không ở đâu. Khu vực ở bên dưới này thì toàn nhà gỗ, có mỗi cái nhà bên này là nhà xây, mới xây, cũng cấp 4, cũng nhỏ nhỏ, mấy đứa cũng là bằng nhà này đấy. Bên trên này thì có một nhà xây 3 tầng luôn, đãi bự.
Như các bạn theo dõi trên kênh của Long nhiều rồi thì biết, căn nhà thì Long đã thiết kế tương tự thôi, nhất là quan trọng nhất là phần móng, lúc nào cũng sẽ xây giật cấp và đổ rằng, đổ rầm, đoàn hoàng. Kích thước thì vẫn tương tự như vậy thôi. Sâu thì vẫn là 30, rộng hai hàng gạch. Hình như là thấy nóng tầm 2 hay sao ấy. Chắc phải lột áo lên. Ủa? Nó màu lên á. Nó màu lên mà nó lại còn một cái kia nữa cơ. 3 cái. lột dần bây giờ còn hết rồi. Chắc phải trần. Đấy, đấy, có chụp ảnh vườn đào ấy, kiểu gì phải mất một vé. Ừ, ở đấy có chụp ảnh. Không hiểu nào. Nó. Cái hoa mọi công việc thì cứ triển khai đều đều thôi. Hơi hơi hửng nắng rồi. Hy vọng là không mưa. Khoảng tuần là xong rồi. Chỗ đẩy vật liệu này em dễ dọn, đi lại dễ rồi. Chị cứ nhìn em chị cười. Đời này thì quá chuyên nghiệp rồi. Đổ ngọn cao lên này, đỡ chiếm diện tích mà cát nó sạch. Nhanh như máy ấy nhỉ, chậm hơn máy xúc tí thôi. Đất củ sỏi, đất pha sỏi thật đã. Năm trước thì có đi Hà Giang thì năm ngoái vợ nó đéo bỏ sớm thì mình được đi. Năm nay giờ đéo bỏ. Tí, yeah. Thế là tay kia là mới mồ côi vợ à? Dạ vâng, mới mồ côi vợ. Anh xem ở trên đấy có ai giới thiệu cho em với. Anh đang đi bắt thì anh em mình đi chung được. Anh đang đi bắt thêm vợ nữa. Bắt thêm vợ. Đi đâu có một vợ thì có đi đâu có chỗ ngủ. Bắt mấy em được. Mông trên này 13, 14 tuổi bị bắt hết rồi. Không đi lượt mình. Không sót nào đâu. Không sót. Không, xem cái vụ mà nó kéo, nó bắt vợ trên đấy chưa? Trên gì nhỉ? Trên này, trên. Nhưng mà tìm hiểu ra này, bọn nó bắt nhau trên Facebook chán rồi. Đúng rồi. Đấy chỉ là tục lệ thôi. Vâng, tục lệ thôi. Em ngày trước em làm trên Hà Giang, bắt vợ kéo vợ như thế là chuyện bình thường. Ở đây năm ngoái này, lôi kéo nhau ở đường suốt rồi. Không, nhưng mà cũng không nhiều. Nhiều vụ, nhiều đứa biến bắt, tướng đi. Nhiều cái nó biến tướng đi chứ còn đi, chứ không phải là cái nào cũng ấy đâu. Chứ còn bình thường ra ba kéo vợ bây giờ là kéo theo tục lệ rồi, là tức là nó biết nhau, nó thích nhau sẵn rồi. Đấy. Sao nó kéo. Nó kéo thì nó vẫn cứ chống cự. Đấy. Phải kéo mà phải chống cự. Để cho nhà trai gọi là quý mến con dâu đấy, có giá. Thế còn nhiều trường hợp nó biến tướng đi thì các ông rượu chè và các ông kéo linh tinh nữa. Bây giờ nói chung là nó yêu nhau hết rồi thì nó kéo thôi. Cũng nhiều kiểu. Như ngày xưa người Thái đi trồng sàn đấy chứ bây giờ làm sao mà biết được. Bây giờ lòng hoàng vào trồng bố xuống bố nó tá chết. Ở Lào Cai mới là có công an nó mới giữ con bé đấy sao ấy. Còn đầy vụ thì vẫn cứ bị tóm đi bình thường, không ai cứu. Những người xung quanh không phản ứng gì. Bây giờ khách du lịch đến làm sao dám phản ứng, sao dám căn ngăn. Nhỡ đâu nuôi cả làng ra đánh nhò chết. Cô chỉ có đi báo chính quyền thôi. Đi báo công an thôi. Nhưng mà đúng là lấy chồng lấy vợ sớm nên đâm ra nó mới khổ thế. 13, 14 tuổi xong là về lại đẻ. Mình lấy vợ cũng sớm sớm một tí mà mình cũng thấy khổ. Đẻ đái ra xong là đến lúc mà bắt đầu mới bỏ nhau. Áp lực không chịu được. Nhưng mà
chính là như như người Mông ấy, người ta lấy vợ chồng lấy vợ sớm nhưng người ta vẫn ở với nhau bình thường ấy. Có như như người Kinh mình đâu. Ôi nhưng mà anh ơi, chồng uống rượu vợ ở ngoài treo ô đây. Đứng treo ô đây. À đây á. Đằng nhà ngó vợ ra nó cũng tao cũng phải chết. Kinh mình thì cứ ngồi uống rượu mà để cho nó. Đấy sẽ sử dụng gạch không nung để xây. Gạch hai lỗ. Dê pha cả chè cơ à? Được nha, chú đáo. Chè Suối Giang thơm ngon bổ phổi, diệt trùng lao. Mình bảo nó là bảo vợ con lên cơm bảo ấy. Vợ bé đi ở bên ngoài ngoài khô bé rồi. Mông à. Cũng đừng bữa ăn ăn chưa gì bên. Kể chuyện nghe không được ăn chung. Bố người chồng ăn nhưng mà chắc chắn là cái bảo mồm bông là sẽ để cho vợ con ăn yên. Vợ mổ ra cho ảnh thôi chứ không phải ảnh thôi nhá. Nhưng mà không được ngồi cùng. Nhưng mà rất khoát không được ngồi cùng. Mà thứ nhất là cái những ngôi nhà người Mông nó chật hẹp. Xong là kể cả những người dưới xuôi, người Kinh mình thế thôi đúng không? Phụ nữ cũng ít khi ngồi với đàn ông bởi vì là người ta không uống rượu ấy. Chỉ có đội nào người ta uống rượu người ta mới ngồi chung thôi. Nếu không cho nó ngồi cạnh thì hết mâm đi đấy. Anh ở trên này mẹ ông Quân nhỉ? Mẹ ông Quân nụ ấy. Đến tận cái năm mà bà ấy gần mất rồi bắt đầu mới ấy. Mới kiểu được ngồi ăn cơm cùng chồng. Khu vực này là khu vực Đề Si. Đêm hôm kia mưa một trận kinh khủng luôn, đó, mưa kiểu mưa đầu mùa, mưa rào luôn ạ. May quá, mình cũng dặn em do đã kê cao lên cũng như đậy 3 lớp bạt rồi. Nên là vẫn đảm bảo. Chỗ đoạn này thì bê đường vòng này khá là xa, chỗ này cao quá, mình phải chở xe máy. Dọn cái chỗ sỏ, chỗ đá 1-2 đi quá. Phải đây, nó yếu thế. Xe không có đá. Ngày xưa mẹ đi chở đạn Trường Sơn suốt rồi. Hả? Cái gì? Ôi, về vợ nó chỉnh thế quá, quần áo ấy. Nhà Duyên Thành ấy. Rất là nhanh chóng được bạn ạ. Đội kỹ thuật xây dựng thì quá chuyên nghiệp trong phần đào móng rồi. Bình thường thì dân làng với anh em làng xóm láng giềng cũng như gia đình tự đào ấy thì nó cũng phải đứng ra đo đạc để hướng dẫn người dân đào, nhưng mà đây thì rất là tuyệt vời, các anh đào chuyên nghiệp rồi. Nhanh lắm, đã xong rồi, xong phần móng rồi. Bây giờ chuẩn bị trộn vữa để xây móng và có lẽ là video này thì Long xin phép được cập nhật tới đây. Lúc nào mà tiến hành xây móng cũng như là đan răng và đổ dầm thì Long sẽ đến để giám sát anh em thi công làm sao cho nó chuẩn chỉ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số gần nhất trên kênh nhé. Xin chào.